Molly Fan kính chào quý vị đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Kính thưa quý vị, cuộc chiến của Nga xâm chiếm Ukraine đang phá vỡ các quy ước chiến tranh về nhiều mặt. Một trong những ví dụ minh họa nhất là việc Ukraine, một quốc gia hầu như không có lực lượng hải quân riêng, tiêu diệt một cách có hệ thống hạm đội biển đen BSF của Nga, Việc quân đội Ukraine sử dụng các hệ thống hỏa tiễn ven biển, hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không và thiết bị không người lái trên biển và trên không đã buộc Nga phải tăng cường phòng thủ cảng Biển Đen và thành lập một căn cứ hải quân ở Abkhazia do Nga chiếm đóng. Vậy sau hơn 2 năm của chiến tranh thì bây giờ hạm đội Biển Đen Nga còn lại gì? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Một biểu tượng của sự xỉ nhục ban đầu là việc tàu tuần dương Moscow của Nga, soái hạm của BSF, bị hỏa tiễn Neptune của Ukraine phá hủy vào giữa tháng 4 năm 2022. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một tàu thuộc lớp tuần dương hạm bị phá hủy trong chiến đấu kể từ khi ARA General Belgrano của Argentina bị tàu ngầm Anh đánh chìm trong chiến tranh Falklands năm 1982. Moscow là con tàu duy nhất trong hạm đội Biển Đen được trang bị hệ thống hỏa tiễn phòng không nghĩa là nó có khả năng ít nhất về mặt lý thuyết bảo vệ không chỉ bản thân mà còn cả đội hình hải quân khỏi một cuộc tấn công trên không. Sau khi Moscow bị phá hủy, BSF không còn có thể hoạt động tự do ở phía tây bắc Biển Đen và kế hoạch đổ bộ hải quân gần Odessa cuối cùng đã bị hủy bỏ. Hạm đội Biển Đen Nga Sự phát triển của hạm đội Biển Đen Nga hay còn gọi là BSF không phải là ưu tiên hàng đầu trong thời kỳ Liên Xô và sau sự sụp đổ của Liên Xô hạm đội xuống cấp trong bối cảnh quá trình phân chia lâu dài giữa Nga và Ukraine, điều này kéo dài đến năm 1997 và khiến Nga giữ lại đa số và cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đến những năm 2010. BSF không có quan điểm chiến lược và thay vào đó, các nguồn lực hạn chế chủ yếu được phân bổ cho các hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương của Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga nhận thức được tầm quan trọng chính trị của BSF vì sự tồn tại của nó cho phép Nga duy trì một căn cứ ở Sevastopol ở Crimea hiện đang bị chiếm đóng. Tầm quan trọng của BSF trong việc thực hiện hóa tham vọng đế quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở nên rõ ràng vào năm 2008. Sau khi Nga phát động cuộc chiến chống lại Georgia, các tàu hải quân Nga đã tiến hành phong tỏa hải quân, chặn giao thông hàng hải của Georgia, bảo đảm việc chuyển quân và hỗ trợ hỏa lực hải quân, lực lượng mặt đất của Nga. Do đó, Nga đã khởi xướng hai chương trình đổi mới BSF lớn vào năm 2010, mua 6 tàu ngầm Kilo 2 dự án 6363 cải tiến và 6 tàu khu trục lớp đô đốc Grigorovic dự án 11356R. Cả tàu ngầm và tàu khu trục đều là phiên bản cải tiến của thiết kế thời Liên Xô. 6 tàu ngầm này đã đến Sevastopol sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 do các doanh nghiệp biển đen có khả năng đóng tàu chiến vẫn ở Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ, nên Nga đã sản xuất chúng ở biển Baltic. Tình hình với các tàu khu trục phức tạp hơn vì Nga không tự sản xuất tubin khí mà chúng được sản xuất ở Mykolaiv. Vào thời điểm Ukraine áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung của họ sau khi Nga sắp nhập Crimea, Nga mới chỉ nhận được 3 động cơ cần thiết cho 6 tàu khu trục. Do đó, BSF chỉ nhận được 3 kinh hạm trong năm 2016 đến 2017, đó là Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Esen và Đô đốc Makarov. Vấn đề sản xuất tu bin khá nghiêm trọng đối với Nga. Ví dụ, khi các tu bin khí của tàu khu trục Lani của Nga hết thời hạn sử dụng vào năm 2016, Nga đã phải lắp đặt các tu bin từ tàu tuần dương Kurt của Nga đã ngừng hoạt động vì các lệnh trừng phạt. Sáu tàu tuần dương dự án 22160 cũng được biên chế cho BSF các con tàu này giống các tàu tuần trang ngoài khơi OPV của phương Tây, ở chỗ chúng được trang bị vũ khí nhẹ và được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ của cảnh sát, trái ngược với khái niệm của Liên Xô rằng ngay cả những con tàu nhỏ nhất cũng được trang bị tối đa nhiều loại vũ khí khác nhau. Bốn trong số những chiếc tàu này được đóng ở Yalenodosk và hai chiếc được đóng ở thành phố Kerch ở Crimea do Nga chiếm đóng. Ba chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến năm 2020 và chiếc thứ tư vào tháng 7 năm 2022 sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện của Nga xâm lược Ukraine. Hai con tàu được đóng ở Khrushchev vẫn chưa được đưa vào sử dụng. BSF đã nhận được bốn tàu hộ tống, tàu pháo nhỏ và hỏa tiễn lớp Buyan dự án 21631 được đóng ở yelen Nodsker từ năm 2018 đến 2021 sau những trì hoãn do lệnh trừng phạt gây ra. Mặc dù lẽ ra chúng phải được trang bị động cơ diesel do Đức sản xuất, nhưng việc ban hành các lệnh trừng phạt đã chấm dứt sự hợp tác và vì vậy các tàu hộ tống này được trang bị động cơ diesel của Trung Quốc. Các tàu hộ tống lớp Karakurt dự án 22800 có kích thước tương tự các tàu hộ tống lớp Buyan nhưng có khả năng đi biển tốt hơn một chút nhằm bù đắp cho các tàu khu trục lớp Doğukaragio nổi bật. Tuy nhiên, do việc giao hàng bị chậm đáng kể so với kế hoạch nên cho đến nay chỉ có một trong 8 tàu hộ tống lớp Karaket được đưa vào hoạt động, đó là Cyclone vào tháng 7 năm 2023. Nga cũng đã triển khai 6 tàu tấn công đổ bộ lớn từ hạm đội Baltic và phương Bắc tới Biển Đen vào đầu tháng 2 năm 2022 để chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lược Ukraine. Những chiếc tàu này là sự bổ sung cho 6 chiếc tàu thuộc lớp này hiện có trong BSF việc phong tỏa Biển Đen trong bối cảnh chiến tranh toàn diện đã ảnh hưởng đến tiềm năng của BSF. Một số tàu của hạm đội, bao gồm tàu khu trục đô đốc Grigorovich, tàu ngầm Kilo 2 cải tiến, tàu quét mìn và một số tàu nhỏ đóng ở bên ngoài Biển Đen kể từ 24 tháng 2 năm 2022 đã không thể quay trở lại tàu hộ tống Mercury Lovstera Gucci dự án 20380 mới được đóng ở saint Petersburg và chính thức được giao cho BSF vào tháng 5 2023 đã không thể đến đích. Thưa quý vị, nói về vai trò và chức năng của hạm đội biển đen Nga trong cuộc chiến xâm lược của Putin, thì đầu tiên đó là tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự bằng hỏa tiễn hành trình Caliber các tàu ngầm Kilo 2 cải tiến, các khinh hạm đô đốc Makarov và đô đốc Essen, các tàu hộ tống lớp bujan và Karaket được sử dụng để thực hiện việc này. Các tàu ngầm có thể mang theo bốn hỏa tiễn caliber, chúng phóng qua ống phóng ngư lôi. Các tàu mặt nước có bể phóng thẳng đứng cho 8 hỏa tiễn caliber. Vai trò thứ hai là việc vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự của Nga được thực hiện bằng tàu đổ bộ lớn. Và chức năng thứ ba là kiểm soát thông tin liên lạc hàng hải và cố gắng làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của Ukraine ở Biển Đen. Điều này liên quan đến các tàu tuần tra dự án 22160, các tàu hộ tống và tàu hỏa tiễn cũ hơn cũng như các tàu phụ trợ. Do năng lực không tương xứng với chức năng nên hạm đội biển đen Nga đã phải chịu những thiệt hại thảm khốc. Những tổn thất mà BSF của Nga phải chịu phải được tiếp cận một cách thận trọng, vì thường rất khó để xác nhận cả mức độ thiệt hại và tàu nào bị bắn trúng. Ví dụ, lực lượng Ukraine cho biết đã tấn công tàu tuần tra Vasil gần Odessa vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Nhưng tàu hộ tống lớp Bujan Veliki Ustuuk có khả năng là con tàu bị hư hỏng. Cũng khó xác định mức độ thiệt hại của tàu khu trục đô đốc Essen bị hỏa tiễn chống hạm Harpoon bắn trúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, một số tổn thất mà BSF phải gánh chịu đã được xác nhận một cách rõ ràng, lực lượng Ukraine đã phá hủy tàu đổ bộ Saratov gần thành phố cảng Berdyansk ở tỉnh Saporizhia bị chiếm đóng bằng hỏa tiễn đạn đạo toka u vào tháng 3 năm 2022. Hai tàu đổ bộ khác cũng có khả năng bị bắn trúng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh hải quân có một con tàu bị hỏa tiễn đạn đạo phá hủy. Một trong những tổn thất nổi bật nhất là vụ tàu tuần dương Moskva bị phá hủy vào tháng 4 năm 2022. Điện Kremlin đã cố gắng hạ thấp tổn thất, cho rằng nó mất ổn định do thân tàu bị hư hại trong trận hỏa hoạn do đạn nổ. Ít nhất hai tàu tuần tra đã bị máy bay không người lái Bayraktar của Ukraine làm hư hại vào tháng 5 đến tháng 6 năm 2022 trong bối cảnh cuộc chiến giành đảo rắn của Ukraine ở Biển Đen. Các tàu đổ bộ và các tàu lớn hơn khác được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Nga trên đảo cũng có thể đã bị hỏa tiện chống hạm của Ukraine phá hủy. Ukraine tuyên bố đã làm hư hỏng nặng tàu hậu cần Vesevolod Borov gần đảo Snake bằng hỏa tiễn Neptune vào tháng 5 2022. Vào tháng 6 năm 2022, Ukraine đã đánh chìm tàu kéo Vasily Bek bằng hai hỏa tiễn Harpoon, khiến tàu này không thể tiếp tế cho đảo. Lực lượng Ukraine bắt đầu sử dụng các phương tiện mới vào mùa thu năm 2022, cụ thể là xuồng không người lái trên biển. UAV đã được sử dụng để làm hư hại tàu khu trục đô đốc Makarov, tàu quét mìn Ivan Gulubev và một tàu khác vào tháng 10 năm 2022 tại Sevastopol bị chiếm đóng ở Crimea. Tàu trinh sát Ivanker được thiết kế để cung cấp thông tin liên lạc và kiểm soát hạm đội đã bị hư hại cách eo biển Bosphorus 140 km về phía đông bắc vào tháng 5 năm 2023. Tàu đổ bộ Olenegorsky-Gorniak bị hư hại vào tháng 8 năm 2023 do hoạt động của xuồng không người lái trên biển do Cơ quan An ninh Ukraine SBU và Hải quân Ukraine thực hiện. Đóng quân ở vịnh Novorossiysk, đây là con tàu lớn nhất của Nga bị hư hại sau vụ Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Anh, con tàu này thường vận chuyển giao thông quân sự và dân sự giữa Nga và Crimea bị chiếm đóng khi giao thông trên cầu kết bị gián đoạn do các cuộc tấn công. Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào BSF vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Tàu đổ bộ Minsk đã bị phá hủy về mặt chức năng sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine vào một xưởng đóng tàu ở Sevastopol. Tàu ngầm Kilo 2 cải tiến rostov on don cũng bị thiệt hại thảm khốc. Quân đội Ukraine tuyên bố cuộc tấn công vào xưởng đóng tàu đã giết chết 34 sĩ quan Nga và làm bị thương 105 người. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày hôm sau đã đánh trúng tàu tuần tra Sergei Kotov và tàu hộ tống Samum. Một sự kiện rất quan trọng diễn ra vào ngày 4 tháng 11, 2023. Tàu hộ tống lớp Karakut Asko có thể mang tới 8 hỏa tiễn caliber đã bị hư hỏng, có khả năng không thể sửa chữa bởi hỏa tiễn hành trình của Ukraine tại một xưởng đóng tàu ở Kurt ở Crimea bị chiếm đóng. Con tàu được cho là đang được thử nghiệm và vẫn chưa được chấp nhận vào BSF. Tháng 12-2023, tàu đổ bộ Novochukaz bị hỏa tiễn hành trình Ukraine phá hủy hoàn toàn tại cảng Fyodosia ở Crimea bị chiếm đóng. Con tàu được cho là chở hàng hóa quân sự và chất nổ. Novochukaz, một tàu cỡ trung được thiết kế để đổ bộ, có thể chở 240 người. Mối đe dọa liên tục từ các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thiết bị không người lái của Ukraine nhằm vào BSF đã buộc Nga phải rút các tàu chiến chính từ Sevastopol về Novorossiysk và thậm chí bắt đầu hồi sinh căn cứ cũ của Liên Xô tại Abkhazia do Nga chiếm đóng. Trọng tâm của Nga chuyển từ duy trì phong tỏa Biển Đen sang bảo vệ các căn cứ của chính mình. Ukraine đã đánh chìm tàu hộ tống Ivanovets ngoài khơi bờ biển Crimea vào đêm ngày 31 tháng 1 năm 2024, sau khi nó bị xuồng không người lái trên biển tấn công trực tiếp vào thân tàu. Tàu Ivanovets được cho là đã tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen vào tháng 7 năm 2023, sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và sau đó tuyên bố rằng tất cả các tàu đi đến cảng Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự một hoạt động chung giữa tình báo quân sự Ukraine và các lực lượng vũ trang đã sử dụng xuồng không người lái trên biển để đánh chìm tàu đổ bộ Sisa Kunikov gần Alufka ở Crimea bị chiếm đóng vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tàu tuần tra Sergei Kotov bị bắn trúng lần đầu vào tháng 9 năm 2023, cũng chịu chung số phận dưới bàn tay của USV Ukraine gần eo biển Kerch ngày 5 tháng 3. Tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga có ý định trang bị hệ thống hỏa tiễn phòng không cho tàu và có một trực thăng trên tàu. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2024, hỏa tiễn của Ukraine đã bắn trúng các tàu đổ bộ Yaman và Azov, cũng như tàu trinh sát Ivanko trước đó đã bị hư hại vào tháng 5 2023. Theo quân đội Ukraine, Yaman và Azov có thủy thủ đoàn lần lượt là 98 và 87 người. Hai ngày sau, lực lượng Ukraine sử dụng hỏa tiễn Neptune để tiêu diệt tàu đổ bộ Konstantin Oslanky. Mặc dù Konstantin Oslanky không thuộc BSF, như người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk cho biết, tàu này đang được chuẩn bị để sử dụng tấn công Ukraine. Hạm đội Biển Đen của Nga còn lại gì? Hải quân Ukraine hồi tháng 3 tuyên bố đã tiêu diệt một phần ba hạm đội kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Vậy hạm đội Biển Đen của Nga còn lại gì? đầu tiên các tàu mang hỏa tiễn caliber của bsf hầu như không bị hư hại ba trong số bốn tàu ngầm hai kinh hạm lớp đô đốc Grigorovit và bốn tàu hộ tống có khả năng mang những hỏa tiễn này vẫn còn hoạt động nga thậm chí còn đang bổ sung thêm kho tàu hộ tống bất chấp biển đen bị phong tỏa đưa tàu qua các tuyến đường thủy nội địa tuy nhiên do mối đe dọa thường xuyên từ các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thiết bị không người lái của ukraine hoạt động của bsf nga bị hạn chế nghiêm trọng trong cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt nhằm vào Ukraine vào tháng 3 năm nay, Nga đã không sử dụng hỏa tiễn hành trình Caliber mà chỉ sử dụng hỏa tiễn phóng từ trên không và trên mặt đất. Trong khi đó, lực lượng đổ bộ của BSF đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba tàu đổ bộ đã bị phá hủy và bốn chiếc bị hư hỏng và chiếc Minsk có khả năng không thể sửa chữa được. Điều này hạn chế đáng kể khả năng của Nga trong việc tiến hành các hoạt động đổ bộ cũng như vận chuyển nhân sự và thiết bị bằng đường biển. Lực lượng tuần tra của Nga có 3 tàu tuần tra hiện đại, hai tàu khu trục cũ, khoảng 10 tàu quét mìn, nhiều tàu phụ trợ, một số tàu nhỏ và một số tàu hộ tống, tàu hỏa tiễn được thừa kế từ Liên Xô. Họ đã chứng tỏ không có khả năng ngăn chặn thông tin liên lạc hàng hải của Ukraine. Ukraine đã vô hiệu hóa BSF khá hiệu quả, sử dụng các chiến thuật gợi nhớ đến Journey Ecole, một khái niệm hải quân của Pháp được phát triển vào thế kỷ 19, ủng hộ việc sử dụng các tàu nhỏ được trang bị vũ khí hạng nặng để chống lại các thiết giáp hạm lớn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặt trận hàng hải không còn là trung tâm trong cuộc chiến này. Trọng tâm chính của Ukraine hiện nay là có được máy bay chiến đấu hiện đại và tăng cường phòng không, cũng như pháo binh. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay trên kênh The Saigon Post. Nếu thấy thông tin hữu ích, rất mời quý vị ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Mô Lê Phan xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.